Dạ, em xin chào chị, chào cô chú. Hôm nay tiếp tục em lựa ra một số cây đen đua chớp, cây nhỏ nhỏ đồng giá 150 cho cô chú anh chị sưu tầm nha. Mớ này đồng giá cứ 150 200 thôi, dễ sưu tầm. Thì mấy này chớp nó cũng lên giá khá là dữ dội. Nhưng mà mấy cây nhỏ nhỏ này anh chị mà có muốn sưu tầm giống thì cứ 150 một cây là có rồi nha anh chị nha. Đầu tiên, đây là một cây chớp đồng tiền xưa. Ba cọng. Cọng này đang lên đẹp 150 chớp đồng tiền xưa, cây đỏ tím, cây đỏ tím này cũng 150 luôn, mầm con đang lên đẹp 150. Ở đây có cây vàng đỏ kiên giang, cây kiên giang một, vàng đỏ kiên giang một, cây này nó cũng có máu lộn xộn nha. Mấy cây nghịch thì mấy cây nghịch kiên giang rồi lộn xộn xưa rồi kiên giang một nó đều là nghịch hết, nhưng mà nó có máu lộn xộn trong đó nha anh chị nha. Đây một mầm này 150 nha anh chị nha, rẻ ngon rồi á. Ở dưới thì hết mắc rồi, dưới là củi thôi, còn cái kia này thôi, kia này 150, nó là cây nghịch đó, hoa nghịch đó anh chị. Chớp Susan 150. Cây pin tròn 150 mầm đây. Củi. Mẹ nó cắt phát rồi. Biết ở dưới còn mắc nào không thì chắc là còn, bởi vì nó dài, em cắt ngay đây một phát rồi. Đây còn mầm này đang lên đẹp nè. 150 nha anh chị. Rồi tiếp theo là ở đây có cây chớp hồng như này. Hoa rất là căng tròn đẹp. Chớp cũng sâu nữa. Một cây đang hoa đây, rất là nhiều thân. Cây này cũng nhiều thân. Cây này thì hoa tàn rồi, đang lên một cái ngồng hoa tiếp theo. Tôi nghĩ là về anh chị có hoa chơi luôn á. Hai cây 150. Hai cây này 150 nha anh chị nha. Cây dendro chớp lai với cát thì nó ra cái mặt hoa này, hoa to lắm, hoa to đùng đó, đang hoa bên này hai cái hoa, một cái nụ cũng hoa cũng to như này. Hai cây này 150 bao ship luôn, hai cây này 150 bao ship luôn nha anh chị nha. Anh chị về làm chậu to chơi hoa rất là đẹp luôn, thứ nhất là hoa to, thứ hai là nhiều thân, tắt thoải mái. Đây đi hai hướng, chậu này đi hai hướng luôn, một hướng bên này hướng. Hai chậu này 150 bao ship nha anh chị. Vàng đỏ cầu thang. Cây chớp thỏ ATM, cây này 100.000 thôi. Đây cây vũ nữ phù thủy đen. Em mới trồng này, này em mới trồng hoa nó đây. Hoa này nó bị rách cái váy rồi. Nó đen đen như này, nó rõ hơn cái hoa vàng. Nếu mà anh chị trồng tốt hoa này nó sẽ to hơn một tí. Phù thủy đen 150, 150 em bao ship luôn. Calaya, Calaya thì ở đây em có combo 3 loại 150. Cây này là cây tú cầu đỏ nè, cái này là hướng đầu, cọng em trên đang cầm này là cọng mà mới ra luôn á. Cây này là cây cam, này cũng hướng đầu luôn. 150 cho cả ba nha anh chị nha. Cây này là cây vàng, cây này nó là một cây vàng nhưng mà hoa của nó là cái hoa biến thiên của cái hoa tú cầu vàng. Thì lưỡi nó sẽ đỏ to hơn và hoa nó thơm. Cọng này là cọng già anh chị, cắt một mắt rồi, đây còn một mắt sưng này. Đó. Lên thoải mái luôn á. Combo 3 loại 150, anh chị có thể sưu tầm cả 3 loại luôn, cả 3 loại hoa về cho có hoa chơi. Ở đây cây cũng là Calaya tú cầu nhưng mà nó là cây biến thiên, cây hoa hoa vàng lưỡi đỏ, hướng đầu hết. Hai cái combo hai hai hướng này. Hai hướng này là 200.000 em bao ship luôn. Hai hướng đầu.
Cái này cũng là cùng một loại đó luôn, nhưng mà nó là hướng sâu. Hướng sâu thì nó có hai cành, nhưng mà mỗi cành thì đều mất một mắt rồi, còn một mắt thôi đó. Nhưng mà mắt nó đẹp, mắt đẹp khỏe lắm. Hai hướng này 150. Thì hiện tại em đang có loại đó, một số loại đó. Anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ em còn một cái cây dendro, anh chị đợi em xíu nha. Ở đây em có một cái hồ, đó là một cái bót xổ số, cây dendro 5% xổ số. Thì em tách ra được ba chậu này. Hôm nay em muốn chia một chậu cho anh chị về chậu này hoặc là chậu này về xổ chung cho vui. Thì cây của nó lá nó sẹt sẹt như thế này nè. Cái 5% mà lá sẹt này thì kiểu gì nó cũng hoa, nó cũng sẹt, nhưng mà không biết nó sẹt thuận hay sẹt nghịch thôi đó. Đây là mặt sau của nó, chậu này hoặc là chậu này. Chậu này thì lá nó sẹt nhìn dữ hơn, hai lá luôn. Thì cái này 200. Anh chị nào mà lấy về xổ chung cho vui, còn cái này em để lại, em xổ để lại chờ hoa, cây nó lớn hoa màu đó. Cái này 200, cái này 250. Anh chị nào mà muốn đem về xổ số thì hên xui thì dứt nha anh chị nha. Đó, em đang có mấy loại đó, anh chị nào mà sưu tầm loại nào thì cứ nhắn em. À, bữa anh chị nào có hỏi lavender thì lavender em vẫn còn, nhưng mà giá bây giờ nó cao lắm rồi nha anh chị nha. Nó đo sen thì tầm khoảng 400 ngàn một sen đó. Tầm mầm tầm 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 này thì cũng phải 1 triệu 2, 1 triệu 3 á. Tím lavender. Huyết long này rẻ, huyết long này chắc để lại đi. Huyết long. Đây, mầm huyết long này 1,5 triệu, anh chị nào mà sưu tầm thì lấy luôn nha anh chị nha. Thân này thì chắc hết mắt gốc rồi, còn thân ở trên ươm được thì ươm, còn rễ của nó thì ra đây. Hướng đầu của nó mắt mũi còn đủ đủ hết. Đó, đây một mắt nè, trên này cái mắt gối của nó, anh chị thấy mắt gối của nó cũng đã sưng rồi nè. Bên này thì chắc chắn, đây bên này còn mắt dưới nè đó. 1,5 triệu nha anh chị. Huyết long hoa đẹp lắm. Em đang hiện đang có mấy loại đó, anh chị nào mà có sưu tầm thì nhắn em. Với lại dạo này thấy anh chị cũng hỏi mấy cái cây lá biên, thì ở đây em cũng có kiều lá biên nè. Đó, hai mầm gốc lên. Bên này cũng một phát mầm gốc nè. Mùa này cũng đang lên kiều lá biên rồi. Cây cây này thì anh chị nào lấy em chi một cây luôn. Cây này là cây Vanda Uyên Ương, đang mùa có hoa luôn. Một cây ghép vô gỗ lũa như này, một cây bỏ chậu đang có hoa. Đó, em hiện tại em còn mấy loại đó thôi. Chị mà lấy loại nào thì nhắn em. Dendro Thăng Long. Thăng Long thì ở đây. Này 1 triệu. Mồm. Dạ rồi, em chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ. Cây trưởng thành thì nó sẽ như thế này. Bao đẹp luôn.